Hello, chào bạn, 20 tháng 10 đang đến rồi. Và 20 tháng 10 chính là ngày phụ nữ Việt Nam. Cái ngày mà con gái được quan tâm, được tôn vinh dưới nhiều hình thức, đặc biệt là việc tặng quà, tặng hoa, tặng thiệp và gửi những lời chúc yêu thương. Nhưng mà Liên Quân Mobile chúng ta không riêng gì con gái được tặng quà đâu, mà tất cả anh em chơi Liên Quân Mobile đều được tặng quà nha. Trong cái chuỗi sự kiện tuần nữ giới diễn ra từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, anh em có cơ hội nhận được vô vàn những vật phẩm trong in-game, những phần quà hấp dẫn và chắc chắn nhận được những trang phục này, những vị tướng này. Và đặc biệt là có cơ hội nhận được những hiện vật vô cùng giá trị anh em ơi. Vậy thì chuỗi sự kiện đó có những sự kiện nào và chi tiết làm sao, anh em cùng theo dõi video clip của Mơ Việt nha. Đầu tiên chính là sự kiện tuần lễ phái đẹp tổ chức diễn ra từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10. Trong thời gian diễn ra sự kiện này, các bạn sẽ thu thập những bó hoa dùng để đổi các vật phẩm cực kỳ giá trị. Để thu thập bó hoa thì các bạn bằng cách 3 cách như sau. Đầu tiên là đăng nhập mỗi ngày, nhận mỗi bó hoa trong một ngày. Thứ hai là chơi cùng bạn bè 2 bó hoa trên ngày. Và tham gia đánh thương hoặc đánh hạng năm đầu năm 6 bó hoa mỗi ngày. Và các bạn sử dụng bó hoa để đổi những rương vật phẩm. Giới hạn đổi chỉ có một rương thôi anh em ơi. Và số bó hoa phải đổi là 40. Rương kho báu 30. Thẻ tử tướng trang phục mất 6 bó hoa. Combo thẻ tử tướng trang phục 1 ngày 3 bó hoa. Và 5 ruby với 1 bó hoa. Cái rương vật phẩm anh em sẽ chỉ đổi được một cái rương vật phẩm nha, và anh em sẽ đổi được những phần quà giá trị về thẻ đổi tên, thẻ đổi tên clan vân vân. Và rương kho báu thì các bạn sẽ đổi được 100 ruby hoặc ngẫu nhiên 1 đến 10 vé quay kho báu. Đối với các bạn mà nạp thẻ và nhiều tiền thì 1 đến 10 vé quay kho báu này không là gì, mà đối với những em chơi free thì nó lại rất là quan trọng, bởi các bạn sẽ có cơ hội quay được đá quý. Và đá quý thì các bạn biết rồi, sẽ đổi những trang phục cực kỳ đẹp để những vị tướng cực kỳ mạnh trong trận đánh Quân Mobile. Đó là chuỗi sự kiện thứ nhất. Và sự kiện thứ hai mình nhấn mạnh với anh em là sự kiện anh em phải tham gia, sự kiện săn vé quà 21 tháng 10. Tham gia sự kiện này các bạn sẽ sưu tầm vé quà tặng 21 tháng 10, đổi lấy các phần quà hiện vật hấp dẫn, bao gồm xe Vespa NX125, tai nghe Beats và loa JBL và vô vàn các vật phẩm in-game khác. Sự kiện này cũng diễn ra từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 anh em ơi. Và mỗi khi hoàn thành một trận đấu thì anh em sẽ nhận được một vé quà tặng 21 tháng 10. Đặc biệt duy nhất ngày 21 tháng 10 thì anh em sẽ nhận được 2 vé quà tặng. Và tối đa trong sự kiện này các bạn sẽ nhận được 10 vé. Và việc là anh em sử dụng tiêu quân huy để nhận vé quà. Đấy, các mốc tiêu quân huy như sau. Trong 3 ngày thôi, các bạn nhớ nha, tiêu quân huy trong 3 ngày từ 19 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 thì các bạn sẽ tích lũy đạt mốc để nhận cái vé quà tặng 21 tháng 10. 90 quân huy thì các bạn được 1 vé quà tặng, 200 quân huy được 2 vé, 350 quân huy được 3 vé và 600 quân huy được 5 vé và 1000 quân huy được 8 vé. Tổng vé quà trong sự kiện tiêu quân huy là 19 vé anh em ơi. Sử dụng vé quà tặng 21 tháng 10 để đổi đương nữ thần. Rương nữ thần thì các bạn có cơ hội nhận được các vật phẩm hấp dẫn như sau: xe Vespa LX125, tai nghe Beats, loa JBL, một tướng nữ được chọn, một trang phục nữ được chọn. Đó, một phần trang phục tướng nữ được chọn anh em ơi. Thẻ đổi tên và những vật phẩm in-game khác. Danh sách những tướng nữ được chọn này, trang phục nữ được chọn như sau anh em ơi. Về phần đương tướng nữ các bạn sẽ được nhận tướng Anis, chọn Anis này, tướng Inmia, tướng Lauriel, tướng Natalia, tướng Achit, tướng Theranath, tướng Lindis, tướng Pena, tướng Điêu Thuyền và tướng Butterfly. Còn vấn về trang phục nữ tướng thì anh em sẽ được nhận trang phục Veda y tá bạo loạn, trang phục Crixi công chúa bướm, trang phục Tara đại tù trưởng, trang phục Kali quàng khăn đỏ, trang phục Mina tiệc bánh kẹo, trang phục ID ninja xanh lá, trang phục Wonder Woman thế chiến, trang phục Liliana hồ quý phi,
trang phục Arum thú vệ phổ mộ và trang phục Whip hải tặc nhí. Đó, nếu mà chọn tướng nữ thì mình khuyên anh em mà chọn hiện tại đeo rank tốt từ trong phiên bản này là vị tướng Pena, thì anh em chơi trợ thủ thì anh em có thể chọn Pena. Đấy, nếu mà anh em chơi xạ thủ thì các bạn chọn theo lát. Chơi pháp sư thì các bạn chọn Latalia. Chơi sát thủ thì anh em có thể chọn Butterfly. Còn vấn đề là trang phục thì cái này tùy vào sự sở thích của anh em thôi. Anh em thích cô giáo thì chọn y tá các bạn nhé. Bởi vì đây là cái bộ trang phục duy nhất có hiệu ứng trong cái những cái trang phục được chọn này. Đấy. Còn anh em chơi Kitsy thì tất nhiên đổi Kitsy công chúa bướm rồi. Thích Nini thì đổi hồ quý phi rồi. Ok, cái đấy thì mình không nói. Ok, và tiếp tục để sự kiện thứ 3 chính là sự kiện ưu đãi vàng ngày 21 tháng 10. Và chỉ cần các bạn duy nhất trong ngày 21 tháng 10 nha anh em ơi. Anh em đăng nhập vào trò chơi thì các bạn nhận ngay một dương gọi là dương trang phục tướng nữ. Đó, các bạn chắc chắn nhận được một trang phục miễn phí nếu các bạn đăng nhập vào ngày 21 tháng 10. Đấy. Danh sách trang phục thì các bạn vừa nghe mình đọc rồi. Đó, mình vẫn khuyên anh em nhận được cái trang phục Veda. Veda trong phiên bản này cũng rất mạnh, rồi nó tăng rất nhiều sức mạnh. Cái trang phục kia thì có hiệu ứng ma hồng vô cùng tuyệt vời, y tá bạo loạn đấy. Ok. Đồng thời trong cái ngày 21 tháng 10 anh em đăng nhập nhận được một gương trang phục tướng nữ này và 5 gương mảnh tướng, 5 gương mảnh trang phục nha. Chắc chắn nhận được phần quà đó. Và trong cái ngày này các bạn chiến liên quân nhận quà không giới hạn, chỉ duy nhất trong ngày 21 tháng 10 nha anh em ơi. Và ngày này chắc chắn anh em phải chơi rồi. Các bạn tham gia những trận đánh thường hoặc đánh hạng 5 năm sẽ nhận được gương may mắn 21 tháng 10 không giới hạn. Các bạn đánh càng nhiều nhận càng nhiều gương. Và khi mở gương may mắn 21 tháng 10 thì anh em sẽ nhận được một trong những vật phẩm dưới đây. Cái này cơ hội nha: điện thoại iPhone X, loa JBL, một tướng ngẫu nhiên vĩnh viễn. Đấy, một tướng ngẫu nhiên vĩnh viễn anh em ơi. Cái này thì nó là random, thay đổi tên và những vật phẩm in-game khác. Và các bạn nhớ nha, ngày 21 tháng 10 rủ bạn bè cùng chơi lên Pro Mobile để cùng nhận quà. Và chia sẻ với bạn bè để biết là ngày 21 tháng 10 chắc chắn các bạn sẽ nhận được một trang phục miễn phí. Đấy, nhớ nha. Và sự kiện cuối cùng trong chuỗi sự kiện tuần nữ giới diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10. Ô trỏ kỳ diệu tái xuất giang hồ, trở lại với những vật phẩm vô cùng hấp dẫn. Đầu tiên sẽ là xe Honda Winter 150, tai nghe Beats và loa JBL, tương ngọc cấp 3 ngẫu nhiên, thay đổi tên, cái quay kho báu và những vật phẩm in-game khác. Thực sự là trong cái chuỗi sự kiện này có rất nhiều phần quà cho các bạn. Và đặc biệt nhớ phải đã chơi vào ngày 21 tháng 10 để nhận một trang phục miễn phí. Và tham gia sự kiện săn vé quà 21 tháng 10 để nhận, chắc chắn các bạn có thể nhận được tướng nữ trong cái danh sách mình cũng đã vừa leo phía trên. Ok, còn những vật phẩm giá trị ngoài đời như xe máy hay là tai nghe loa thì các bạn đó là nhận ngẫu nhiên thôi. Và các bạn cái này là cơ hội rất là thấp nhưng mà nó là miễn phí mà, anh em cứ tham gia biết đâu bất ngờ nhỉ. Ok, như vậy thì video của mình cũng đến đây là hết rồi. Xin chào anh em, hẹn gặp bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi Liên Quân Mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hello mọi người, đặt hẹn leo rank của mình nhé. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa? Hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào! Hãy
hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.